Kính thưa cộng đoàn rất thân mến, hôm nay bắt đầu tuần tam nhật vượt qua, phục vụ giờ đây diễn lại nghi thức rửa chân, việc thiết lập bí tích thánh thể và chức vụ linh mục mà Đức Giêsu đã thực hiện tại bữa tiệc ly. Chúng ta cùng suy tư đề tài quà tặng tình yêu. Trước hết chúng ta tìm hiểu cái tình yêu và quà tặng. Người ta nói nhiều về tình yêu nhưng có lẽ rất ít người hiểu cho đúng tình yêu là gì Xuân Diệu đã từng trăn trở thế này Làm sao giải nghĩa được tình yêu Có nghĩa gì đâu một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt Bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu Rồi Hàn Mạc Tử trong Đà Lạt Trăng Mờ Cũng khẳng định chỉ có trời mới có thể giải nghĩa yêu Ai hãy làm thinh chưa nói nhiều Để nghe dưới đáy nước hồ reo Để nghe tơ liễu run trong gió và để xem trời giải nghĩa yêu. Mỗi người đều trải nghiệm việc tặng quà mà nhận quà trong đời như là sinh nhật này, lễ này, Tết này, ngày kỷ niệm này, Valentine hay là ngày phụ nữ. Bây giờ chúng ta ý thứ hai, lời Chúa hôm nay nói về quà tặng tình yêu. Trước hết sách xuất hành kể, Thiên Chúa luôn yêu thương và đã cứu sống dân ngài. Máu bôi trên nhà các ngươi ở sẽ là dấu hiệu và khi thấy máu ta sẽ đi qua mà tha cho các ngươi. Rồi bài đọc thứ hai thánh Phaolô nói về quà tặng tình yêu là thánh thể chúa ban. Mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này anh em loan truyền việc chúa chịu chết cho tới khi chúa lại đến. Rồi trong đoạn tin mừng gioan khẳng định tình yêu thiên chúa dành cho con người là bền vững, người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian thì đã yêu thương họ đến cùng. Bây giờ chúng ta sang ý thứ ba, quà tặng tình yêu vô giá. Trước hết, quà tặng tình yêu là được Thiên Chúa yêu thương và phục vụ. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã ban con một mình đến đồng hành với nhân loại. Đức Giêsu đã thực hành yêu thương bằng đời sống phục vụ Ngài đứng dậy rời khỏi bàn ăn cởi áo ngoài bê chậu nước rửa đôi chân hôi hám của các môn đệ rồi lau bằng khăn thắt lưng người thế gian thì chỉ mong được người khác phục vụ mình nhiều lãnh đạo viên chức hay quan chức cũng vậy luôn có thái độ hống ngách quý nhiễu quan liêu gia trưởng cậy chức cậy quyền làm cho người dân điêu đứng nhiều người còn ăn chặn tham mô lừa thầy phản bạn qua cầu lướt ván thậm chí còn trù dập ức hiếp quần chúng trong bệnh viện thì nhiều y bác sĩ có thái độ kinh kiệu vòi vĩnh đối xử với bệnh nhân theo kiểu ban ơn tùy tiện còn trong công việc họ phân biệt đối tượng ngược đãi nhân viên cưỡng bức lao động quấy rối tình dục lợi dụng nghề nghiệp để phục vụ lợi ích cá nhân bóc lột sức lao động, dụ dỗ học viên và hành vi vô luôn. Vậy mà vẫn có đầy dễ những kẻ a dua khi hay thì vỗ tay vào đến gây hoạn nạn thì lìa nhau ra. Họ bị hiệu ứng đám đông điều khiển. Đức Giêsu dạy hãy sống khiêm hạ và phục vụ tha nhân. Chính Chúa đã thực hành tình yêu bằng việc đánh đổi cả mạng sống. Tha một người chết thay cho dân còn hơn là để toàn dân bị tiêu diệt. Khi rửa chân, Chúa còn nứa trong môn đệ được chung phần với Ngài, chứ không cần rửa tay và đầu để lợi nhiều phần đâu. Chúa muốn rửa sạch mọi vết nhơ vật chất cũng như tinh thần, nghĩa là tha thứ tất cả. Tiếp đến, Chúa Giêsu ban quà tặng tình yêu là thân thể Ngài trong cuộc sống quả biếu đang bị biến tướng, nhuốm màu, bôi trơn, hoa hồng lợi ích nhóm. Mới đây truyền thông đưa tin có một ngân hàng hàng năm chuẩn bị quà biếu từ 5 triệu đến 200 triệu đồng với tổng chi phí hàng trăm tỷ đồng cho đối tác và cấp trên đang gây xôn xao dư luận. Mỗi khi còn cơ chế xin cho hay là ban chức tước bóng lộc còn tồn tại thì tặng quà còn rất nhiều khi. Đức Giêsu đã nêu gương hy sinh cho đi tất cả vì tình yêu không có tình yêu nào cao cả hơn là tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bản hữu. Trong bữa tiệc ly, Ngài bẻ bánh trao cho môn đệ. Này là mình thầy. Trong truyền thống văn hóa ở Việt Nam, đặc biệt trong sinh hoạt gia đình, tất cả đều quan tâm đến bữa ăn. Họ chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại nơi bữa tiệc. Có bữa tiệc để mừng kỷ niệm, mừng ngày đỗ đạt. Có bữa ăn để chia tay lên đường tất cả để mang lại ý nghĩa khác nhau trong cuộc sống. Đi Giêsu ban bữa tiệc thánh thể để nuôi dưỡng nhân loại trong hành trình về trời mới đất mới. Như người không loại trừ bất kỳ thứ giá trị vật chất nào như việc thánh hiến bánh miến hay là rượu nho. Bữa tiệc thánh thể là kết quả của lao công thành bại dẫn con người vào mọi nhiệm sự chết và phục sinh làm thành của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha. Có câu chuyện trên mạng, một phóng viên truyền hình phỏng vấn ông tỷ phú thế này. Sao ông giàu có như thế mà không có hoạt động từ thiện nào? Ông tỷ phú nói, Ô, nhà tôi vậy chứ khổ lắm, mẹ tôi bị bệnh hiểm nghèo, mỗi ngày thuốc thang hết vài triệu. Còn em tôi thì tai nạn liệt giường. Ông phóng viên thông cảm với tỷ phú, đúng là khó khăn thật đấy. Vì tỷ phú tiếp tục khẳng định, họ là ruột ra đấy. Tôi còn hôn thèm cho một xu Hôn chi là mấy người kia Tiếp đến Quà tặng tình yêu của Đức Giêsu Là chức vụ linh mục Chú Phán Đây là chén máu thầy Mỗi khi uống Anh em hãy làm như vậy để nhớ đến thầy Trong khi nhiều người kiêu ngạo Ích kỷ, vô ơn Chúa đã thực hành rửa chân để dạy con người bài học của tình yêu tận hiến. Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh trong khi người ta phản bội nhau vì tình cảm, vì tiền của và chức quyền, ăn cháo đá bát, thì Chúa lại dạy hãy thực hành hy sinh, tha thứ và cho đi tất cả. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Sau tất cả những việc này, Đức Kitô chủ động gọi và chọn những con người tội lỗi và yếu đuối làm tông đồ, làm giám mục, làm linh mục. Ngài nói thế này, không phải các con đã chọn Thầy, nhưng thầy đã chọn được các con. Đức khi không chê ông bốc đồng, các môn đệ nhu nhược, không vững lập trường. Linh mục thì cử hành phụng vụ bí tích, mở ra ơn Chúa. Thánh Gioan Vianney có nói thế này: nếu không có linh mục thì sự thương khó và sự chết của Chúa không giúp ích gì cho ta. Mọi Kitô hữu là tư tế cộng đồng, còn các linh mục là tư tế thừa tác của Đức Kitô. Linh mục thi hành chức tư tế qua việc cử các mầu nhiệm thánh. Các bí tích làm máng thông ân. Thánh Doan Viên quả quyết. Nếu không có linh mục thì sự thương khó và sự chết của Chúa không giúp ích gì cho ta. Chức vụ linh mục không dành cho riêng mình vì các ngài không thể tha tội cho mình. Đãi cầu nguyện cho các ngài chưa toàn sư vụ các ngài được trao phó nhiệm vụ chia sẻ những gì thiên chúa đã ban như sự bình an này chìa khóa nước trời kể cả vinh quang mà ngài đã có trước khi thế gian được tạo thành tiếp đến qua từng tình yêu của đức giêsu là được ở trong nhà cha chú hứa với các môn đệ thế này trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở thầy đi dọn chỗ cho anh em tuy nhiên để được như vậy đức giêsu đòi hỏi phải thương yêu nhau thông qua một di chúc giá trị Thầy ban cho anh em một điều răn mới Là anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em Trong thực tế của cuộc sống Con người luôn đòi tình yêu phải có lợi cho mình Thái độ vô ơn này, thất hứa này Luôn diễn ra ngay trong những người thân Giữa cha mẹ với con cái, vợ với chồng Thầy với trò, bạn bè với đồng nghiệp Họ chỉ nhớ đến Chúa khi họ cầu xin được ơn nào đó họ tiếp tục làm Chúa Giêsu bị tan nát cô đơn. Chúa Giêsu đã thực hành tình yêu vô vị lợi, tự phó mình cho người mình yêu, đó là tình yêu bền vững xuất phát từ nơi Chúa Cha đến toàn thể nhân loại. Hãy đến với lòng Chúa thương xót, đó là cơ hội duy nhất giúp với người được vào nước trời hàng sống. Hôm nay Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ trước khi thiết lập bí tích thánh thể. Mỗi người cũng hãy thực hành thống hối ăn năn, thanh tẩy tâm hồn. Hãy làm hòa với anh em trước khi đến với thanh lễ. Cầu chúc anh chị em gặt hái được nhiều ân lành trong những ngày cuối tuần thánh này để xứng đáng đón mừng đứng Kitô phục sinh vinh hiển. Amen.